Cái thứ hai nữa là bên mình hỗ trợ trả góp, toàn bộ những cái thang này đều có hỗ trợ trả góp hết luôn. Mọi người chỉ cần trả 1/3 số tiền là mọi người nhận cái thang về, mọi người sử dụng hoặc là mọi người đi công trình thôi. Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh Đồ Nghề Tự Chọn. Hôm nay về một cái lô hàng than nhôm rất là nhiều luôn, thì khoảng hơn 200 cây than. Và đây là cái số lượng mà Đồ Nghề Tự Chọn sẽ nhập đợt này để chuẩn bị bán cho những cái quý 2 này, là tháng 8, tháng 9. Thì tại sao là bên Đồ Nghề Tự Chọn nhập cái than nhôm lần này nhiều như vậy á? Thông thường á, một đơn hàng bên mình về tầm khoảng 50 đến 70 cây thôi, nhưng mà đợt này về hơn 200 cây là tại vì hôm nay là cũng vào những cái mùa cuối năm rồi. Theo những cái năm trước á, là những cái mùa này bên mình bán than rất là nhiều và hầu như luôn nhà cung cấp mà hãng Subika á, là họ không đủ bán cho mình, nên là hôm nay là hãng vừa về tại trên kho của hãng được khoảng 1.000 cây, thì bên Đồ Nghề Tự Chọn đã lấy khoảng 200 cây hơn để mà phục vụ cho các bạn tại thị trường Cần Thơ và các tỉnh xung quanh. Nên là hôm nay mình đi một vòng để cho giới thiệu cho các bạn cái than nó về nhiều cái nào ha. Hồi sáng thì xe nó chất đầy ngoài trước nên là mình phải cho chất vô showroom. Hiện tại giờ các bạn nhìn thấy đó, showroom bây giờ là toàn là than thôi, cũng không có thể nào mà di chuyển được hết hàng hóa hôm nay về, và anh em đang cố gắng sắp xếp hàng hóa cho nó đầy đủ gọn gàng để cho khách có thể là tham quan. Và lượng than này dự kiến thì cũng bán trong vòng khoảng 2 tháng ha, 1 tháng đến 2 tháng là hết lượng than này. Đây đây là về rất là nhiều cái than này, thì đây là than nhôm rút đơn SK320, là một trong những cái than gia đình á, một trong những dòng than gia đình bán rất là nhiều. Thấy không? Cái than này nó nhỏ gọn là than rút đơn, nghĩa là mình có một cái cây để mình rút lên thôi. Rồi giờ giới thiệu cái than nào mà đóng thùng á thì mình khui ra cho các bạn xem luôn, còn những cái than nào mà nó mình nhìn thấy ở ngoài thì mình không cần ha. Thì các bạn nào mà muốn thử than á thì có thể đến Đồ Nghề Tự Chọn thử than và thêm than tham quan luôn. Dạ Đồ Nghề Tự Chọn xin chào ạ, đi tham quan tự nhiên đi anh. Kính hàng tự động, cái kính nhỏ không à, cái kính nó đang hết rồi, khoảng 20 tháng 8 nó mới về tới. Nó còn máy kính hàng khác không à, còn mũ hàng tự động thì còn. Dạ cái kính nó bán nhiều hãng hết hàng. Dạ nó khoảng 20 nó mới về anh, hãng nó hết hàng á, em cũng đang đặt cái đó. Không giờ cũng ghé mới làm. Dạ đang chờ tại khách hỏi cái đó, mua cái đó nhiều lắm nên là bán. Dạ nó có 199.000, 599.000 mà xài ngon. Bây giờ là có hàng là em lấy về liền chứ, tại hãng ở trên kia nó hết hàng luôn. Đang làm mà thay than về nhiều quá. Dạ 200 mấy cây á. Dạ chắc hết đường đi luôn, đang tranh thủ quay rồi kiểm để dọn kho chuyển qua kho. Dạ rồi em cảm ơn. Vậy khoảng khoảng 15 16 tay thì chắc có rồi. Dạ em cảm ơn nhiều. Dạ rồi. Khách hỏi một cái kính hàng tự động của hãng Wacom mà bên mình bán kính hàng rất là nhiều luôn, đó là best seller trên Shopee luôn, thì một tháng bán vài chục cái đó, nhưng mà trong thời gian gần đây thì hãng không có đủ hàng để giao, và khoảng 15 16 tháng 8 thì hàng mới về. Thì nữa khi nào mà kính hàng nó về là mình làm một clip review cho các bạn luôn. Nè đây là một cái than nhôm gia đình ha, nhẹ còn cái than này trọng lượng chắc tầm khoảng 5 7 kg gì đó để cho mọi người sử dụng. Cao chiều cao kéo lên là 3,2 m, đóng thùng thế này ha, chắc chắn than của nhôm Sumika thì mua là yên tâm, mà hàng chính hãng. Cái than này có 1 triệu mấy thôi, về một lô thế này 1 2 3 4 5. Rồi bên đây thì nó là một cái than nhôm giống như cái than 3 5 thôi, nhưng mà cái than này nó cao hơn. Than này nặng 15 kg lận, than này nặng 15 kg, chiều cao 5m1, SK515, 510 là chiều cao 5m1. Vậy cái này về chắc khoảng 20 cái. Là các bạn nhìn nè, hãng đóng nó sẽ có một shop thế này ha. Nếu mà mình vận chuyển xa thì mình cũng quấn lại cho khách thôi để mà dễ vận chuyển nè. Shop hai bên, shop lòng cái thang. Đó. Anh đi tự nhiên đi nghe anh, đi tự nhiên đừng ngại. Dạ máy phai khúc đó luôn đó, khúc này anh đứng luôn đó. Tiền ơi hỗ trợ giùm anh wifi với Tiền ơi. Rồi nặng quá, cái dòng than này thì gia đình mua thì nó sẽ hơi bị dư. Những cái anh chị nào mà làm nhà xưởng á, làm nhà xưởng hoặc là những anh thợ điện á, hoặc là những anh đi công trình thì chúng ta mua những cái than này nặng lắm. Rồi chiều cao kéo lên
là 5m1 nha, thang đơn. Đây nó còn một cái đế ở dưới chân này, nó còn một cái thanh ngang đó, nó nằm trong này, nó còn thanh ngang đó để cho mà vững ha. Thì mình chưa có gáp cái thanh này vô, để nữa cho anh em gáp này vô sau. Thì đây là những cái dòng thang hầu như là bán rất là nhiều luôn, bán rất là nhiều nên là người ta chọn luôn. Nên là khi hãng có hàng mình tranh thủ mình nhập về, chứ còn mà bình thường sẽ không có hàng để mà mình bán. Và thang này thì cũng hỗ trợ luôn là ship cho mọi người online toàn quốc luôn nha, chứ không phải là riêng người mua tại đồ nghề tự chọn hay không. Rồi thôi tiếp tục. Thì dưới này nó còn mấy cái thang nhỏ nữa, thì thôi giống giống nhau thì mình không giới thiệu cho các bạn luôn. Đây là thang rút đơn nha, anh chị hỏi bên đồ nghề tự chọn có thang gì thì mình chỉ cho các bạn ha. Đây là thang rút đơn, bên này là thang rút lồng nè, thang rút lồng màu trắng màu đen, rồi thang xếp 4 đoạn. Rồi đây là nguyên cái lô thang này về rất là nhiều. Cái dòng thang này là bán rất là nhiều luôn. Thang nhôm xếp 4 đoạn thì nó có 3 kích thước nha. Nó có mã là SK603 là thang nó 3 bậc, 604 là 4 bậc, 605 là 5 bậc. Thì chiều cao của nó là 1m7, 2m35 và 2m9. Đó là chiều cao của chữ A mình xếp lên. Còn mình xếp thẳng ra thì mình muốn đôi luôn. Thì về rất là nhiều. Cái này về khoảng chắc 100 cây nha, 100 cây những cái mã hàng này. Đây các bạn đi theo vô đây theo tham quan luôn. Đi thẳng tham quan một vòng showroom hôm nay hàng về luôn nha. À, thì khu vực thường mình sẽ trưng khu vực máy gửi xe, máy cắt sắt, máy đầy nọ ở đây. Nhưng mà bây giờ thang chưa có chuyển kho kịp nên là về bao nhiêu thì tạm thời chất ngay cái đường đi này. Đấy, các bạn thấy không? Nên là các bạn hỏi bán thang nhiều không thì đồ nghề là thang là một trong những sản phẩm chủ lực bên mình. Và hãng Sumika là bên đồ nghề tự chọn lựa chọn. Tại vì thứ nhất là hàng của nó nhôm nó dày, nó có thuế đàng hoàng, nó có bảo hành bảo dưỡng và nó có hỗ trợ đại lý tốt luôn. Và mình bên mình bán mình cũng tự tin an tâm cho khách nữa. Tại vì về vấn đề mà an toàn á, khi mà các bạn mua về các bạn sử dụng mà có trục trặc gì thì bản thân người bán cũng phải có cái gì đó trách nhiệm trong đây ha. Nguyên vàng này cái đó Makita mà Makita cái dòng nó không có đâu. Makita bây giờ là mấy máy nhỏ thôi, mấy máy mài, máy khoan, máy cắt nhỏ thì nó có, còn mấy dòng này là đồng Makita hết rồi. Rồi ok, đi sẵn đi khách tham quan luôn. Thì đây là một số cái dòng thang. Thang này là phù hợp gia đình nè. Nó giống như cái thang màu SK604 bên kia, nhưng mà nó là màu đen ha, nó là màu đen và nó có cái chân đế vững hơn để cho gia đình sử dụng, để mà mình yên tâm hơn. Tại những anh thợ người ta leo thì người ta quen rồi, nó rung lắc người ta không có sợ. Nhưng mà gia đình nó mà nó rung lắc tí xíu thôi thì mình cũng hơi cảm giác sợ, nhưng mà nó rất là an toàn nha. Thì những cái thang này phù hợp gia đình. Thang này bây giờ trong thùng thôi, không có cua ra được nha. Các bạn đi qua đây có một thang mẫu đưa cho các bạn xem luôn. Đi qua đây. Đây, tiếp tục. Đây là khu vực thang hết luôn, toàn bộ khu vực thang hết. À, đây là cái thang thường mọi người mua về mọi người leo dàn bếp á, lau chùi ở nhà. 1 2 3 4 5 bậc. Nó có 5 bậc, nó có 3 bậc, nó có 4 bậc, chiều cao khác nhau nè. Để dành cho mọi người á là mọi người leo. Đây. Mọi người leo lúc nhang nè, lau chùi bàn ghế, lau chùi những cái mà gia đình nhỏ nhỏ, nhỏ mua cái này ha, mấy trăm ngàn thôi, rẻ. Về cái này cũng rất là nhiều à. Rồi đây là thang nhôm rút lồng, các anh chị thấy thang nhôm rút lồng mà cái này mình đưa các anh chị đó. Bây giờ là nhìn vô đây rồi, trong đây là nguyên vàng, ở trong này là thang rút lồng không, thang rút lồng không đó. Các anh chị thấy toàn là cái đầu đen đen, cái đầu như thế này là thang rút lồng không nè. Đó, đi một vòng tham quan luôn, hôm nay hàng thang về bán. Rồi qua bên đây. Bên đây thì có một số cái nhãn hàng mới là cái hiệu Waffle. Cái Waffle thì hàng giá rẻ nha. Nó là của chung của Total Inco, tập đoàn của Total Inco. Thì bây giờ họ ra thêm một cái thương hiệu mới là Waffle. Giá thì nó tầm khoảng rẻ hơn Total khoảng 1/3, rẻ hơn Tuncen khi phân nửa giá Tuncen thôi. Một cây vít. Ví dụ bộ này của Tuncen tầm khoảng 100.000 thì nó khoảng 60.000 70.000 thôi, nó rẻ hơn. Nên là dễ mua, dễ dùng. Rồi. Rất là nhiều hồn ha. Waffle này coi như vào bữa thì sẽ chọn 5 cái kệ ra, 5-6 cái kệ đó để mà chúng ta trưng cái waffle lên để bán. Tại phân khúc này giá rẻ, còn Tuncen thì nhiều anh thời nó cũng hơi cứng giá một tí. Nên là mọi người mua thì hàng chất lượng thì có Tuncen, giá xuất châu Âu. Còn hàng bình dân thì mua waffle, nó cũng rẻ ha. Rồi đây, thang. Rất là nhiều. Đó, hôm nay dẫn mọi người đi một vòng tham quan showroom luôn. Là thang là những cái dòng bán chủ lực,
khu vực chân đồ nghề và khu vực chân máy. Nên là các anh nào mà mua online ở xa á, thì hỏi mình có cửa hàng hay không á, thì cũng đừng có ngại là mình cũng show cái cửa hàng luôn. Và trong vấn đề trả góp á, thì nó sẽ yêu cầu mọi người là trả trước 1/3. Nên là khi mọi người trả trước 1/3 rồi thì bên đồ nghề mới xác nhận cái trả góp, và trả góp mới xác nhận cho đồ nghề mà để đồng ý cho gửi hàng cho các bạn. Nên là các bạn có khi mà không thấy được cửa hàng á, bạn sợ, các bạn không có tin tưởng cửa hàng, thì hôm nay là sẵn đi cái tham quan showroom, tham quan cái những cái dòng thang về, thì các bạn cũng thấy cái quy mô của công ty và các bạn cũng tự tin bạn trả góp đi, và các bạn cũng tự tin chuyển tiền. Nếu mà có trục trặc gì đó bên mình hoàn tiền lại cho các bạn rất là dễ dàng nha. Thang rất là nhiều luôn đó. Thì nói chung là cái đợt thang này về là mỗi dòng về tối thiểu là 20 cây ha, nên là về rất là nhiều. Và ngày mai sẽ thêm một cái lô thang nữa, thì cái nói chung là nó cũng khá là nhiều đó. Bên mình phải về từng đợt để mà chuyển kho đi. Và nếu anh chị nào mà mua thang bên đồ nghề tự chọn tại Cần Thơ, thì bên đồ nghề tự chọn sẽ quy ship cho mọi người trong nội ô Cần Thơ, bán kính khoảng 5-6 km gì đó. Còn anh chị nào ở xa thì giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển nha, bên mình sẽ vận chuyển ra tới trành xe cho các anh chị. Rồi cái thứ hai nữa là bên mình hỗ trợ trả góp, toàn bộ những cái thang này đều có hỗ trợ trả góp hết luôn. Mọi người chỉ cần trả 1/3 số tiền là mọi người nhận cái thang về, mọi người sử dụng hoặc là mọi người đi công trình thôi. Và trả góp thì có thể là làm trực tiếp tại showroom, nhận tiền, đóng tiền tại showroom và nhận hàng. Còn nếu mà anh chị ở xa thì bên mình sẽ hỗ trợ trả góp online và mình sẽ đóng hàng chuyển đi cho các anh chị. Lãi suất đồ nghề tự chọn sẽ tài trợ. Rồi hôm nay sẽ đi một vòng thế này. Rồi cuối video á, thì cũng cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Cũng một cái clip mà rách show đi vòng vòng xung quanh tham khảo showroom và tham khảo những cái lô hàng mới về. Thì sắp tới sẽ có những sản phẩm nào thì bên mình sẽ làm tiếp những cái gót sơ thế này cho các anh chị thấy là những cái hàng hóa nó về thế nào và bên công ty sẽ bán như thế nào, chính sách như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Tất cả các dòng thang này đều có đường link bên dưới, các bạn có thể là tham khảo thông số và tham khảo những cái chính sách, hoặc là thông số kỹ thuật và chính sách trả góp của nó nha. Xin chào và hẹn gặp lại.